Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Messi tỏ thái độ, huấn luyện viên Pochettino lên tiếng giải thích. Huấn luyện viên của Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino đã tiết lộ những gì đã xảy ra sau khi Lionel Messi tỏ thái độ giận dỗi khi bị thay ra sớm trong trận đấu với Lyon ở vòng 6 Ligue 1. Messi tiếp tục là tâm điểm của truyền thông nhưng không vì những bàn thắng anh ghi được mà ở thái độ của ngôi sao người Argentina khi bị huấn luyện viên đồng hương Mauricio Pochettino thay ra sân sớm ở phút 75 trong trận đấu giữa Paris Saint-Germain với Lyon ở vòng 6 Ligue 1 khi hai đội đang hòa 1-1. Một. Một, Messi, người đang có trận ra mắt trên sân nhà, đã được huấn luyện viên Mauricio Pochettino rút ra khỏi sân và thay thế bằng hậu vệ Ekraf Hakimi. Mặc dù Paris Saint-Germain may mắn giành chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ, nhưng tâm điểm được báo giới nhắc đến chính là phản ứng của Messi khi bị rút lui. Ngôi sao người Argentina tỏ thái độ không hài lòng khi nhìn chằm chằm và từ chối bắt tay ông thầy Pochettino. Messi cũng thực hiện một cử chỉ nhún vai để biểu lộ hàm ý anh không hiểu quyết định phải rời sân sớm này. Giải thích về quyết định của mình, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết. Tôi đã quyết định cho Leo ra sân để bảo vệ cậu ấy khỏi những chấn thương có thể xảy ra. Chúng tôi có những trận đấu quan trọng sắp tới và chúng tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Mọi người đều biết chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời trong đội, chúng tôi có một đội hình rất phong phú gồm 35 cầu thủ. Sau đó, chúng tôi phải đưa ra lựa chọn với 11 người trong đội hình xuất phát và sau đó chúng tôi phải đưa ra quyết định thay người trong trận đấu. Đôi khi những lựa chọn này được đền đáp và đôi khi lại không, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta phải đứng trước băng ghế dự bị và suy nghĩ về việc phải chọn ai. Dù thế nào thì bạn cũng phải đưa ra quyết định, cho dù mọi thứ diễn ra sau đó tốt đẹp hay không, huấn luyện viên Pochettino chia sẻ. Chiến lược gia người Argentina cũng nói thêm, về phản ứng của Messi, lúc đó tôi có hỏi anh ấy thế nào, anh ấy nói rằng anh ấy ổn, chính xác là vậy. Đó là cuộc trao đổi của chúng tôi, chia sẻ về phản ứng của Messi, Thierry Henry, người đã chơi cùng Messi tại Barcelona từ năm 2007 đến năm 2010. Cho biết anh không lấy gì làm lạ về phản ứng của siêu sao người Argentina, chuyện này không làm tôi ngạc nhiên. Có lẽ anh ấy không muốn rời sân sớm, chúng ta không rõ thực sự họ nói gì với nhau, nhưng chắc chắn anh ấy muốn ở lại sân để có thể ghi bàn, Thierry Henry nói. Tuy nhiên, Henry khẳng định Messi sẽ sớm tạo ra tác động lớn cho Paris Saint-Germain trong thời gian tới, ngày đó sẽ đến, nhưng sẽ đến một cách lặng lẽ. Cần có thời gian để thích nghi ngay cả đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như anh ấy, Henry khẳng định, sau trận đấu với Lyon, Paris Saint-Germain sẽ tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Met vào dạng sáng ngày 25 tháng 9 tới đây và Messi được kỳ vọng sẽ khai hòa ở trận đấu thứ tư cho đội chủ sân công viên các hoàng tử.